Thôi tao gửi đi. Vậy Ok, bấm 3. đi. Đấy, đây, đi. Thôi đây này. Speed đi. Sao chàng cuối mày sẽ căng đây. Rồi, ngon luôn. Đúng rồi. Bây giờ chị bắn cái giờ chắc tâm nó hư luôn á. Warm up. Giờ vô đi. Hết. Ra mít đi. Ui dồi ôi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Let's end this quietly. Xuống đây tao đến dưới rồi. Đây, chị em giờ ý cắn giờ cái tiểu á. Chính, cần đến lúc á. Ôi giời ơi. Bây giờ bắn nó chậm nên nó hết vừa. Cứ cứ chạy ra biết rồi trời. Không kiểu rồi mà. Ôi trời ơi. Đi. Đi. Đi luôn. Mày gì xuống đây? À, game giờ game kinh dị à. Mà nó chạy vô quá. Chạy dữ vậy. Hồi nãy giờ chạy bắn đó mày, nó hư tâm rồi. Counter strip là kiểu mày nhích qua trái nhích qua phải lại. Thấy ghê quá. Tao đợi mày đấy giờ.
Ôi trời, lại lại hết cái lên. Lại hết cái lên. Đứng im dễ dính thôi. Cái phải đó mẹ mình cũng không biết thôi. Cố gắng trong đây tập đi. Ủa ơi, hết hồn. Gì mà nó có bác ha. Nó thành đây cả luôn à. Đúng rồi, tao đang dưới này, nhảy xuống. Mày mới bắt đầu mới xoay. Ui da, được rồi. Nó phê thì phá game mà. Không, tao nghĩ chung cầm Serif vẫn là cái cho chung cầm God đi. Có nhảy xuống rồi. Có. Thằng lô Huy nó ở đâu mà nó xài điện thoại không xài không mở mấy cái nhầm cái đi. Vậy chạy đi nữa gì mà chạy đi đừng có bò rồi. Tao bò đấy hả? Trời ơi, Phú đi vô nó nói chuyện chiêu đi ra. Không, tại cho mày FPS cao mà. Nghe vậy. Khó chịu quá. Đã ngủ 4 tiếng xong lên thi dùng.
Thì 6 giờ tao mới dậy tao đi vậy. Thôi ngủ đi ngủ.